Về chỉ số phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương Đồng Nai cho biết, theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tỉnh Đồng Nai đạt các chỉ tiêu như sau: chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin xếp hạng 8 trên 58, chỉ số về giao dịch B2C doanh nghiệp với người tiêu dùng xếp hạng 9 trên 58, chỉ số về giao dịch B2B doanh nghiệp với doanh nghiệp xếp hạng 6 trên 58, xếp hạng về chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 xếp hạng 6 trên 58. Về phân bổ tên miền quốc gia.vn, theo địa phương, Đồng Nai có 9.648 tên miền.vn, tỷ lệ số dân trên một tên miền.vn là 328. Theo kết quả sơ bộ của Cục Thống kê về điều tra tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử toàn tỉnh trên tổng doanh thu bán lẻ hiện ở mức 8,15%. Hiện sàn thương mại điện tử SSJN.vn do Sở Công Thương Đồng Nai quản lý đang có khoảng 40 gian hàng hoạt động với khoảng 300 sản phẩm được đăng bán.